Xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng Cam đây. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn chỉ quạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng Cam đây. Rất vinh dự khi mình cùng với các bạn ở đây sẽ cùng tham gia với quý vị và các bạn một chương trình vô cùng đặc biệt. Đó là chương trình Sự Thật Streamer số đầu tiên. Nhân vật chính đầu tiên của chúng ta trong tập 1 này chính là mèo Simi. Xin mời mèo Simi. Hello, chào mọi người, mèo Simi đây. Hello. Hello. Vâng, và để nói về mèo Simi thì chúng ta sẽ chọn một nhóm nhân vật, một nhóm streamer không ai khác chính là Hero Team. Và xin mời Hero Team lần lượt giới thiệu về bản thân mình nào. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Karen đây. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi có thể cùng với lại Hero Team tham gia một cái game show. Đó chính là bạn hiểu mèo Simi như thế nào. Và các bạn hãy cùng đón xem là mình sẽ hiểu Simi tới cỡ nào nha. Ok, và xin chào các bạn, mình là Camui, HR Camui. Và chào mừng các bạn quay đến với cái chương trình lần này là số đầu tiên, đúng không? Thì các bạn sẽ nghĩ là Simi sẽ như thế nào qua lời kể của những mọi người. Thì các bạn hãy xem hết video nha. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Và lại là mình Phong Cận TV đây. Và hôm nay mình rất là vui khi được tham gia vào trong một cái buổi có thể nói là game show của gọi là Garena ngày hôm nay. Và hôm nay mình rất là vui, các bạn hãy cùng nhau đoán xem coi hôm nay ai sẽ là người giành được chiến thắng ở trong cái trò chơi này nhá. Và hello mọi người, mình là Sam đây, Sammy Đào đó. Mình cũng rất là vui khi tham gia số đầu tiên, gọi là gì ta, ai hiểu mèo Simi nhất. Riêng mình thì mình rất là tự tin trong phản này đó, các bạn đoán xem nha, đừng quên xem hết cái là gì ta, cái sự kiện này, xem ai là người gọi là hiểu Simi nhất nha. Mọi người thì mình lại là Ru đây, và mình là một thành viên mới của Hero Team. Và hôm nay là một cái số đầu của một cái chương trình game show này. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia game show này, nhưng mà mình cũng không dám chắc là mình sẽ hiểu Simi như thế nào đâu. Nhưng mà chắc chắn là cái game show hôm nay sẽ rất là vui đây. Như vậy tất cả các thành viên của Hero Team đã giới thiệu chúng ta những bạn trẻ sẽ tham gia trong ngày hôm nay rồi. Và tôi có cảm giác như là ngày hôm nay không phải là một cái game show bình thường, mà nó giống kiểu là một cái pha nói xấu tập thể đến từ bên phía Hero Team. Và nhân vật chính nạn nhân đầu tiên của chúng ta là mèo Simi vậy. Bởi vì đọc qua những cái phần câu hỏi thì tôi cảm giác rằng sẽ khá kiểu tình bạn rạn nứt. Bởi vì nếu những cái thông tin này mà không ai nhớ hoặc là nhớ sai hoặc là gì đó thì có vẻ như là Hero Team ngày hôm nay sẽ phải có một cái cơn bão đang đến cực kỳ nhanh đây. Và chúng ta không để quý vị và bạn chờ đợi lâu nữa, hãy đến ngay với phần thi, hãy đến ngay với cả series đầu tiên chúng ta, Sự Thật Về Streamer. Yeah. Và đến với game show ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một cái phần rất là đơn giản, đó là luật chơi của chúng ta mà thôi. Đó là với mỗi câu hỏi mà Hùng Cam đưa ra thì bên cạnh đấy thì các streamer của chúng ta sẽ có một cách tính điểm như sau. Các bạn trả lời nhanh nhất và chuẩn nhất sẽ được 2 điểm này. Bạn nào trả lời chậm ngoài khoảng thời gian của ban tổ chức đưa ra thì sẽ bị cộng 1 điểm mà thôi. Trong khi đấy thì bạn nào trả lời sai sẽ là trừ 1 điểm. Và đến cuối cuộc thi, ai là người ít điểm nhất sẽ phải chịu một hình phạt do chúng tôi, do Hero Team cùng với Hùng Cam vote, và cũng như là để xem cái người trả lời ít điểm nhất đó sẽ phải làm gì nhá. Hero Team có đồng ý không nào? Ok. Bên cạnh câu trả lời của chúng ta thì các bạn streamer của Hero Team sẽ cùng viết lên giấy và giơ trên màn hình cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem ai là người hiểu mèo Simi nhất, ai là người biết nhiều nhất về mèo Simi. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu, chúng ta bắt đầu ngay với câu hỏi đầu tiên thế nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên rất nhanh và đơn giản mà thôi. Bây giờ các bạn sẽ có 10 giây đầu tiên để trả lời đầy đủ họ tên của mèo Simi, ghi ra giấy nhanh lên nào. Mèo Simi, hãy cùng là ban giám khảo với tôi nào. Câu trả lời đầu tiên của Cairo này, Camui này, Phong Cận, Sammy, Mèo Simi và Ruby hình như đều đúng cả là Trương Thị Trúc Đào, đúng không nào? Đúng hết, ai cũng biết hết rồi. Tên rất đáng yêu đúng không? Vị trí của Sammy và Ruby tôi nhớ trong giai đoạn lúc đầu là biết bị chậm hơn so với mọi người. À, vẫn nhích trước Sammy anh ạ, em vẫn nhích trước Sammy. Sammy lại bút. Ngày sinh nhật là vài ngày mùng 4 tháng 3, đúng không nào? Đúng rồi. Tất
cả những streamer của chúng ta đều trả lời đúng. Nên ban tổ chức sẽ cộng điểm dành cho các bạn ở sau câu hỏi đầu tiên nha. Một câu hỏi vô cùng dễ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng những câu hỏi về sau ấy nó sẽ không dễ như thế nữa đâu. Ba từ để miêu tả mèo Simi trong vòng 10 giây bắt đầu. Để miêu tả về mèo Simi, cái này mới bất ngờ này. Một, ui, trong những giây cuối cùng thì có vẻ như là Sammy cùng với Ruby đã kịp xong. Ui, Ruby còn kịp vẽ thêm hình trái tim nữa cơ, như kiểu là một cái khảo chứng cho việc là tình cảm rất là rào. Ui, mọi người ngáo, thử thôi hả? Nhát và hiền. Vui vui và ngáo. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với Phong Cận. Uầy, Phong Cận rất nhiều những cái từ kiểu dễ hay, thương, kiểu dễ thương, đáng yêu và hiền. Thank you, cảm ơn Phong. Thì là gì ta, dễ thương, Simi thì rất là dễ thương, vui tính. Thật sự là nhìn Simi dễ thương, Simi rất là vui tính nha. Nhiều lúc phải giận mấy câu rất là buồn cười. Còn cái cuối cùng là khờ. Rất là khờ. Khờ, nhiều lúc thì kiểu là khờ lắm đó. Của Cam, Cairo là bằng nhau luôn á. Em thật lòng em sẽ chọn Cai. Đúng vậy. Cai. Không, cái này tao sắp tính hết nổi nè, tính hết nổi. Ok. Không, tôi quá đau khổ. Tiếp theo. Nặng nấc rồi đó, bắt đầu rồi. Hãy kể tên một tật xấu của Simi với 10 giây bắt đầu. Ba người, ít nhất là ba người trong phòng này đều có một cái tầm nhìn đến với mèo Simi, đó là hay quên. Hoặc là một cái việc nào đó như gọi là ôi Simi ơi, em có làm này không? Ủa có hả? Ủa có hả? Đó, đấy hay quên. Làm rồi luôn á. Ồ, đó, đấy là hay quên. Ngày quốc tế phụ nữ là ngày bao nhiêu đi? À, là ngày 8 tháng 3. Là ngày nhiêu ta? Ủa, 8 tháng 3 không ta? Ủa, hay là 21 ta? Đó là với câu trả lời của chúng ta đến với Camui. Đó là một người có một sự khác biệt duy nhất trong nhóm này của chúng ta. Đó là sai chính tả, cảnh sát chính tả Camui. Cảnh sát chính tả Camui. Đúng sai chính tả của team em luôn anh. Thật sự luôn á. Sát nhân chính tả kiểu. Đọc một cái gì mọi câu nói của bạn đều vô nghĩa nếu bạn sai chính tả hết. Kiểu ai gửi tin nhắn tình cảm hay là gì ta. Gì đó rất là tình cảm với Camui. Camui bảo chính tả này chứ không quan tâm cái chồng đấy có cái gì hết trơn. Camui đúng kiểu chuyên tranh luận trên mạng ấy, vừa bảo người ta là Wimu, vừa bảo người ta là sai chính tả. Cùng đồ đấy là thua auto. Đúng rồi, Camui auto thua tranh luận trên mạng luôn. Camui mà không làm YouTuber mà lên mạng chửi nhau thì chỉ có thắng thôi. Chỉ có thắng thôi, không thể nào thua được. Đổi tên dòng cho tôi là show bóc phốt nhá, vậy show này là sự nhất nha. Chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi tiếp theo. Kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mèo Simi. 5 4 3 cái bút em đẩy ngồi rồi. 1 Không Cairo có vẻ như là cực kỳ kiểu nhớ tất cả mọi thứ mèo Simi. Quá là một cặp mà anh. Ok, chỉ là do trí nhớ mình gọi là mình loét nhanh thôi chứ gì đâu. Đây là cái kỷ niệm phải nói là vừa đáng nhớ mà nó vừa đau anh ạ. Đang ngủ thì Simi đá một phát em lên giường luôn. Chị xin lỗi. Bây giờ chúng ta đến với Cairo đi. Cairo nào. Kỷ niệm thì thật ra là mình có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà mình sẽ nhớ cái kỷ niệm mà gần đây nhất đi, đó chính là mình có một cái đợt gọi là đi qua Huế thăm Sim. Và cái đợt đó mình đang rất là nặng, tới 90kg lận. Nope. Và mình đang ngồi lên cái ghế của Simi, thế là chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. 90 cân. Bây giờ em bao nhiêu cân? Hiện tại là em đang 68kg. Giảm rồi. Đẹp trai rồi nè. Giảm nhiều ấy, giảm từ 90 cân còn 60 mấy ký luôn. Khủng khiếp ấy. Ủa, thế Sammy thì Oh my god. Lấy xe. Trời ạ, trời xin. Cái này cay ha. Ủa sao, cái này có nhiều kỷ niệm lấy xe em chứ mà lấy xe này đâu. Trời ơi, lo vậy á. Em sẽ kể kỷ niệm hoặc là em xin chở em. Lúc đó em đi mua bánh kem cho em của em, đúng không? Lúc đó là em cũng biết là đi sao, nhưng mà kiểu lúc mà đi chuẩn bị tới nhà xong rồi Sim té em phát. Em té đeo luôn á. Vậy nhưng mà cái bánh kem em giữ em để này luôn. Em té bánh kem vẫn còn đây luôn. Người em bị té nhưng mà bánh kem vẫn còn giữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo nha mọi người, sẵn sàng này. Mèo Simi thân với ai nhất trong Hero Team? 10 giây bắt đầu. Dễ lắm luôn á. Hội chị em kiếp Ruby chơi an toàn đấy. Nào bây giờ mèo Simi hãy xác nhận trước đã để cho mọi người kiểu tan nát trái tim hay là gì đó đi. Ủa gì vậy? Vì sao nhá?
là Sammy rồi, bởi vì lý do thứ nhất là Sammy là chị mình đấy, đó rất là đơn giản. Và chị mình cũng gần như là người hiểu mình 90% đấy. 90% thực sự. Những người khác là không hiểu đâu mọi người ạ. Chúng ta không thể nào hiểu chim được. Những người thì những người khác chỉ 100% một loại, chỉ trong kiểu 100% một loại. Thật này, này. Và chúng ta sẽ đến với câu thứ tiếp theo. Câu này tôi cảm thấy nó kiểu khó nào ấy. Mèo Simi ghét ai nhất trong hero team? Ai cha, câu này không có nhảy. Nào cứ đi, biết đi, biết đi, biết đi. Có phải ghét hả? Có hả? Ghét nhất luôn. Ghét nhất. Kiểu ghét nhất. Tui không có ai hết. Bồ, hết giờ. Ủa, cai từ sao cai tự mất cai à? Thì bởi vì là cái thấy là Sim gọi là nhắc nhở cái nhất đấy, nên là nhắc nhở đưa... khác ghét mà cay đó. Sim hiểu nhầm lên. không phải Sim có hai luồng ý kiến nhá, là hội chị em thì bảo là mèo Simi không ghét ai cả, nhưng mà hội anh em thì ai cũng nhận là mèo Simi ghét tôi nhất. Cairo ghét tôi nhất, cũng cần ghét tôi nhất. Anh mà có tờ giấy này thì anh cũng ghét là mèo Simi ghét Hùng Cam nhất đấy, kiểu thế. Khi mà chơi game thì em rất là hay bắt nạt Sim ở trong game. Đấy là kiểu là cái bọn em chơi game, hẹn chơi Free Fire đi là em không bắn ai hết, cứ nhắm Sim mà em đuổi em giết thôi. Hay quá, đáng yêu. Đáng yêu ha. Cho nên là em nghĩ là Sim sẽ ghét em nhất đấy. Đúng là câu này thì đúng là mình không ghét thật, nhưng mà nếu mà ghét xương xương là chắc là cay. Cay rồi. Xong. Thấy người ta thấy đâu chưa? Câu sau thì nghe có vẻ hơi chuyên môn về game một tí, thì không biết là mọi người sẽ nghĩ thế nào. Simi giống nhân vật nào trong Free Fire nhất? Ai chà, 3, 2, 1. Caroline đơn giản là Kelly tóc ngắn, nên thử là nhìn nhưng mà Sim tóc ngắn rất là dễ thương luôn. Thực sự là đúng nhìn vào Kelly kiểu nghĩ đến Sim luôn, nghĩ đến Sim đầu tiên là với mái tóc ấy. Đó. Đó, còn em thì lý do em đơn giản hơn là em không nhớ nhân vật nữ ở trong game hết, cho em ghi đi kêu đi. Cairo kia là Sơn Tùng này. Anh ấy thật vì là Kelly. Lúc đầu là em ghi anh Thò, nhưng mà em lại quên Sơn Tùng MTP nào, nhân vật đặc biệt nhất của chúng ta? Sơn Tùng MTP không ai nghĩ tới luôn. Tại vì mình không có nhớ gọi là tên nhân vật nữ, nên là mình quyết định ghi tên nhân vật mà mình thích. Mèo Simi thì mèo Simi tự cảm thấy mình giống ai nhất? Thật ra trong game thì thực sự em thấy ai cũng rất là xinh, nhưng mà cái mặt mày không giống họ lắm. Nhưng mà trong các bạn nhân vật em thì em thấy thích nhất là Kelly, bởi vì là bạn nhân vật này tóc ngắn và cũng rất là dễ thương, nên em nghĩ là em thích bạn mà chứ em không nghĩ là em giống mặt bạn đấy. Kỹ năng của bạn này cũng là chạy nhanh. Đúng rồi, kỹ năng của bạn này em thích là chạy nhanh. Đúng rồi. Tức là cái câu hỏi này không có đáp án, tức là ai cũng không hiểu. Câu ít còn nhiều thôi, hiểu chưa? Chúng ta đến với luôn câu hỏi tiếp theo nha. Mèo Simi có bao nhiêu người yêu cũ và mối tình đầu được xảy ra khi nào? Bắt đầu. Mà làm sao cũng tôi biết mà. Hình như là em nhớ rằng là có cái là trả lời nhanh thì cũng được cộng điểm rồi, đúng không? Cái mèo Simi có muốn tiết lộ không? No, mình không muốn tiết lộ. Nhắc sao? Câu hỏi à? Cái như vậy kỳ quá anh rồi, chơi hỏi này. Kỳ ghê, trời ơi, kỳ ghê, kỳ ghê. Kỳ quá. Tổ chức bị làm sao? Bị làm sao? Ok, trong những người ở đây, mèo Simi nếu muốn hẹn hò thì sẽ hẹn hò với ai nhất? Ok. Chị Sim hãy yêu em. Em có tất cả mọi thứ, em chỉ yêu chị thôi. Không ai cả. Ui. Em mà ghi em vào là sẽ có người giết em á. Là công nhận. Nếu mà không phải là anh ấy thì sẽ là không ai cả, đúng không? Đúng rồi, bởi vì tôi bắt đầu thấy Cairon có một chiếc mũi kiểu hồng to tròn lên. Hy vọng là ban tổ chức không phát video này vào trước 6:30 tối và trước 11:30 trưa nhé.
kiến nghị. Ok, câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi là nếu một ngày mèo Simi bị công an bắt thì là do lý do gì? Khó, rất khó. Bởi vì em nói thật là Simi rất ít ra đường. Nếu việc mà công an bắt nó ra đường thì thật sự là ok, nhưng mà Simi cực kỳ ra đường luôn, cực kỳ ít. Biết tại sao hay quên không? Em lấy tờ về. Hãy tưởng tượng nếu như mẹ Simi vào trong một quán ăn, ăn cho ăn quá trời ăn, xong cuối cùng đi ra quên trả tiền thì sao? Ơ, cũng bị bắt thôi đấy. Ruby kiểu thì đánh cắp trái tim của em quá. Camui thì có vẻ như là giống với ở Sammy ở đoạn đầu đấy, là vì vi phạm luật giao thông. Cầm nhau luôn. Hero sao? Là gì á? Quên giấy tờ. Hầu hết đều là quên rồi. Chạy tắp bổ. Ok. Câu hỏi cuối cùng. Nếu không làm streamer thì Simi sẽ làm nghề dê. Nope. Cho người ta một cái nghề thì làm thôi với chị cho người ta bán nước. Chị ác vừa. Chị tin không? Chị chắc chưa? Tí em nói chị bất ngờ. Thì mình biết là cũng từ gọi là nghề gia bảo từ đời trước đến đời sau, nhưng mà cũng phải. Chị ơi, quán nước là dưới nước trà sữa, trà đào, Simi từng nói với em đó chị. Nhưng mà chị ơi, chị phải xem là người ta có làm được hay không rồi mới biết chứ. Sammy kia ghi thêm cho tôi chữ trà sữa với cả trà đào vào cái mà ghi bán nước không? Tôi đến hơi sợ. Trà sữa, trà đào, đúng rồi. Bây giờ đầu tiên là mèo Simi đi. Thì em, nếu mà em không làm cái streamer YouTube á, thì em muốn là em sẽ làm một cái quà bán nước. Tại sao lại rapper? Anh nhận vào câu trả lời của Kai. Hoặc là gì ta bằng bán, hoặc là bán được cute. Đấy, thực sự là nó những cái em suy nghĩ ngay từ đầu. Còn mấy câu còn lại là Đúng là em biết vẽ nhưng mà em không có đam mê với nó lắm. Em phải dành quyền trả lời thay vì tại vì vấn đề nó là khả năng của con người có thể làm được hay không. Ủa mà Sim thoát được thì người ta thoát khỏi rồi. Bây giờ chị muốn vẽ rồi, người ta trả lời hả? Tức là nếu mà Simi không làm streamer thì mèo Simi muốn mở hàng nước nhưng mà Camui bảo là không thể mở hàng nước được, mèo Simi không thể liên quan đến buôn bán được. Khả năng của một con người nó phải như thế. Bạn làm được thì bạn tùy khả năng, nhưng mà quan trọng người ta có yêu, có đam mê cái đó hay không chứ. Chắc bây giờ bỏ ra 10 đồng không lỗ, bắt còn 15 đồng bây giờ. Em hỏi chị nè, em biết làm ảo thuật nè, tại sao em không đi làm ảo thuật gia mà em chỉ làm streamer YouTuber làm gì? Thì mới bảo là không làm YouTuber nữa. Mà chắc vậy em không làm YouTuber nữa thì em làm ảo thuật gia đâu. Tôi mềm quá, tôi mềm quá. Ôi, Ai nghe đi. Còn Ruby, nếu chị không muốn bán trà sữa chị có thể lựa chọn. Như vậy là chúng ta đã đi qua tất cả các câu hỏi của sự thật streamer số đầu tiên ngày hôm nay, và ai sẽ là người bị phạt trong ngày hôm nay nhá. Ruby biết không?
không có. Lấy cái này đi Vong, quẹt rất là đẹp luôn. Rồi cái này là kẻ lông mày đó Vong, quẹt rõ cực. Thắng là bên gọi là bên tổ chức rồi tính sai điểm rồi, em không thể nào mà. Tôi không phải vô. Nào, em muốn vẽ cái gì lên mặt và vẽ ở vị trí nào nào? À, bây giờ em muốn Sammy hãy gọi là anh dễ. em tốt. Yên tâm làm sao để đối xử nhau vậy được. Bây giờ mình muốn gọi là Sammy vẽ một cái quần thăm ngay mắt của Phong Cận. Mắt tôi chưa đủ thăm hả? Bộ mắt tôi chưa đủ thăm hả? Dũng bình đẳng kiểu kiểu như là gấu con chút vậy đó. Sammy, mình tới nay mình cũng nhau được gần 3 năm rồi đó. Thì ra dễ thì Cấu trúc mắc cấu trúc à, đúng rồi đó. Ok, trời ơi. Sao tô đậm quá vậy? Không, sao đậm quá. Màu pha không. Đẹp, đẹp trai. Chất lượng. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì đâu đi cha? Tuyệt vời. Đẹp nha. Em còn đang không biết mặt em như thế nào. Em nghĩ rằng là Free Fire nên cho ra một con nhân vật có khuôn mặt như em. Không có. Đẹp trai em xưa nào có 10 người yêu. Và vừa rồi chúng ta đã trải qua một chương trình sự thật streamer vô cùng vô kỳ và thú vị cùng với MCB và tập thể Hero Team đúng không? Ok, và sau chương trình lần này thì chắc là mọi người cũng đã hiểu hơn nhiều về Simi hoặc là Hero Team rồi đúng không nào? Và hy vọng là series của chúng ta, show gọi gì ta, game show này sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa và nhiều bạn đón xem hơn nữa. Và đừng quên ủng hộ cho video này thật là nhiều luôn nha. Bye. Bye. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.